Đây là Oppo Watch X, một cái đồng hồ chạy Wear OS rất cao cấp nha. Chất lượng hoàn thiện cực kỳ đã luôn, màn hình rất tốt, thời gian dùng pin ngon và quan trọng là Oppo họ để ý tới nhiều cái chi tiết mà bình thường nếu như mà các bạn xài đồng hồ Wear OS khác chưa chắc gì đã có đâu. Đây là video chia sẻ của mình về Oppo Watch X, các bạn nhớ đón xem ha. Thiết kế là một trong những điểm mình thích nhất ở con Oppo Watch X này. Khi mà mình vừa mới mở hộp ra là mình đã thấy nó có nhiều sự khác biệt so với lại tất cả những cái đồng hồ Wear OS mà mình được trải nghiệm trong thời gian gần đây. Nó khác ở chỗ nào? Tuy cũng là mặt tròn ha, nhưng mà các bạn để ý là cái cạnh bên phải này nè, Oppo họ làm nó hơi bo cong lại một chút xíu, cho nên nhìn nó khác biệt á, nhìn tự nhiên nó có một cái điểm nhấn hơn. Ngoài ra thì đây cũng là một cái cách thiết kế mà mình thấy là nó ít bị cấn hơn. Tại sao? Khi mà mình bơi nè, hoặc là mình gập cổ tay lại vậy nè, thì cái phần cạnh tròn này nè, nó đưa vào cái cổ tay của mình á, nó mượt hơn nhiều, nó không có bị cấn ha. Chưa hết, Oppo họ cũng di chuyển cái nút tròn á, lên phía bên trên của cái cụm nhô ra. Như vậy thì khi mà mình bơi á, mình gập cái cổ tay lại á, nó sẽ không có bị cấn vào. Như là ví dụ Apple Watch Ultra đi, thì của mình nó có thể bị cấn nếu như mà mình gập quá nhiều. Còn con này thì sẽ không bị vấn đề đó. Dây đeo màu nâu cà phê sữa cũng là một trong những điểm mình rất thích ở ngoại hình của con Oppo Watch X. Tại vì nó làm cho cái đồng hồ này trở nên nổi bật hơn rất nhiều. Nó có một cái sự tương phản nhưng mà vẫn rất là dịu giữa cái khung bên ngoài và cái sợi dây, đeo lên nhìn rất là thích luôn. Bữa giờ mình đi gặp vài người á, thì ai cũng nói là cái đồng hồ mình đeo đẹp á, chủ yếu là từ cái sợi dây, người ta đập vào mắt đầu tiên là cái sợi dây á. Một trong những cái điểm khác biệt nữa đó là bởi vì con Oppo Watch X á, tuy cũng là đồng hồ Wear OS ha, nhưng mà nó được định vị ở phân khúc tầm cao, cho nên á, Oppo họ dùng rất là nhiều những cái vật liệu cao cấp ở trên con đồng hồ này. Trước hết là cái viền xung quanh á, nó là viền bằng thép không rỉ. Rồi cái mặt kính á, họ cũng làm bằng mặt kính sapphire. Có thể các bạn cũng sẽ thấy là có nhiều con đồng hồ Wear OS khác, nhưng mà giá có thể là chỉ bằng phân nửa so với lại con Oppo Watch X thôi. Nhưng mà đổi lại thì nó sẽ không có được những cái vật liệu cao cấp, nó sẽ không có được một cái thiết kế hay là một cái vẻ ngoài sang trọng như là con Oppo Watch X đâu. Có một điểm mà các bạn sẽ cần lưu ý đó là con Oppo Watch X này nè, thì nó sẽ hơi nặng nha. Tổng trọng lượng của cả đồng hồ cũng như là dây á, tổng cộng là 80g lận á. Tính ra là cũng kha khá đó, chứ không phải là bình thường đâu. Ngoài ra thì cái mặt của nó cũng to nữa, cho nên mình thấy con Oppo Watch X nó sẽ phù hợp hơn với những bạn nam, và đặc biệt những người mà có cổ tay to như mình á, thì đeo lên nó lại càng đẹp hơn nữa ha. Một trong những cái điểm nữa mình thích ở con Oppo Watch X á, đó là cái màn hình của nó thật sự rất là xuất sắc ha. Đây là một cái màn hình AMOLED 1.43 inch, tần số quét 60Hz nha. Độ sáng tối đa lên được tới 1000 nits, cho nên khi mà mình đứng ở ngoài trời như thế này nè, và kể cả khi mà mình đi ra ngoài đường buổi trưa nắng Sài Gòn vào tháng 3, mình vẫn có thể dùng được nó một cách rất là tuyệt vời, không vấn đề với các bạn. Chưa kể là độ sáng của nó cũng sẽ tự động thay đổi theo môi trường, các bạn không cần phải chỉnh thủ công. Và cuối cùng, độ phân giải thì rất là cao ha, cho nên mọi thứ đẹp, mịn, màu sắc, sâu, độ tương phản rất tốt. Đây là một trong những cái màn hình đẹp nhất trong những cái đồng hồ Wear OS mà mình từng được trải nghiệm trong khoảng một năm trở lại đây. Ở một cái phân khúc cao như là con Oppo Watch X á, khi mà các bạn nói về những tính năng tracking thể thao thì nó đều có đầy đủ hết ha. Năm nay Oppo họ nói là họ có nâng cấp cảm biến nhịp tim và cảm biến SpO2 cho con đồng hồ này. Ngoài ra những cái thuật toán thì Oppo họ cũng tự phát triển luôn và họ gọi nó là Oppo Sense. Thật ra thì bây giờ nói về mặt sử dụng thì mình thấy là nó có hết đầy đủ tất cả những cái tính năng tracking của mọi bộ môn thể thao mà chúng ta thường hay tập luyện, ví dụ như là đi bộ nè, chạy bộ nè, bơi ngoài trời nè, bơi trong hồ nè, hay thậm chí có cả cầu lông nữa. Đây cũng là một cái điểm khác biệt ha, chút nữa mình sẽ nói kỹ hơn. Riêng đối với bản thân mình thì khi mà mình xài con Oppo Watch X này á, mình có test hai cái bộ môn mà mình hay chơi, thứ nhất là đi bộ và thứ hai là bơi ha. Thì đối với lại cái bộ môn đi bộ á, một cái điểm mình rất thích đó là giao diện làm cực kỳ tốt luôn, tất cả mọi thông tin mình cần biết đều hiển thị rõ ràng. Và có cái này hay nè, khi mà mình dừng lại á thì khoảng 1-2 giây sau, đồng hồ nó cũng sẽ tự động tạm ngưng tracking luôn, mình không có cần phải bấm thủ công. Các bạn có thể nghĩ đơn giản là khi mà các bạn đang đi bộ mà các bạn muốn dừng lại nói chuyện với lại người hàng xóm chẳng hạn, thì lúc đó nó sẽ tạm dừng tracking một cách tự động. Bình thường đối với lại đa số những cái đồng hồ Wear OS khác mình từng được trải nghiệm, hay là những cái đồng hồ RTOS nói chung á, thì cái tính năng tự động dừng tracking này á, hiếm có lắm. Chắc chỉ có Garmin hoặc là những cái đồng hồ chuyên chạy bộ thì mới có thôi. Và khi mà mình bắt đầu đi trở lại rồi, cũng khoảng 2 giây sau nó cũng tự động tracking trở lại luôn, không cần phải đụng tay gì vào đồng hồ. Những cái tính năng này á, tuy là nó nhỏ thôi nhưng mà mình lại đánh giá tụi nó rất cao. Tại vì bây giờ thật ra tính năng về tracking sức khỏe hãng nào họ làm cũng được hết các bạn, nhưng mà liên quan tới usability, liên quan tới cái khả năng sử dụng về cái tính dễ dùng á, thì mình thấy là Oppo họ dành nhiều thời gian, họ dành nhiều công sức, họ đầu tư vào những cái nhỏ nhỏ như thế này, những cái mà người ta sẽ thật sự dùng trong những cái lúc mà tập luyện hàng ngày.
Và đó chính là một trong những cái điểm khác biệt của Oppo Watch X so với lại những cái đồng hồ Wear OS khác ha. Rồi, chưa hết, con đồng hồ này cũng được tích hợp GPS Dual Band, cho nên nếu như mà các bạn có đi bộ, chạy bộ hay là các bạn có bơi ngoài trời hay là đạp xe, các bạn cũng không nhất thiết phải đem điện thoại theo, nó có thể track được quãng đường cho các bạn luôn. Cái môn thể thao thứ hai mà mình thường hay chơi đó là đi bơi. Thì lúc mà mình đi bơi thì con đồng hồ này thoải mái nha các bạn, nó có chuẩn chống nước IP68, có thể xuống nước 5 ATM, cái đó bình thường. Ok, tất cả mọi con đồng hồ Wear OS bây giờ cao cấp đều có thể làm được hết. Có một cái điểm mà mình thấy là Oppo họ làm cũng kỹ á, đó là ngoài cái việc mà giao diện bơi nó cũng tốt nữa, thì khi mà mình dừng bơi lại á, mình chỉ cần nhấn cái nút ở bên hông này nè một phát thôi là nó sẽ tạm ngừng tracking. Rồi khi mà mình cần khôi phục, đúng không, cũng nhấn thêm một lần này nữa. Và lại một lần nữa ha, cái tính năng này các bạn nghe nó đơn giản thôi, nhưng mà không phải con đồng hồ Wear OS nào cũng làm được. Tại vì cái phần mà tracking thể thao á, là mỗi hãng người ta tự tùy biến riêng. Oppo lại cho thấy một lần nữa họ suy nghĩ rất nhiều về chuyện là người ta sẽ xài cái đồng hồ này như thế nào, trong những tình huống ra sao, và trong lúc mà tracking đó nó có những chuyện gì có thể xảy ra, để mà Oppo họ add sẵn những cái tính năng đó. Và như mình có nói với các bạn trong mấy cái video trước á, mấy cái con đồng hồ Wear OS của Xiaomi á, tính năng tracking thì cũng giống vậy, nhưng mà sử dụng thì nó lại không tiện bằng. Một điểm thú vị nữa của con Oppo Watch X mà mình thấy là những cái đồng hồ khác hiện nay ít khi nào nói tới, đó là tính năng tracking khi mà các bạn chơi cầu lông. Theo mình đoán thì đây là một cái bộ môn khá là phổ biến ở cả Trung Quốc và cả Việt Nam mình nữa, cho nên là đưa vào là cũng hợp lý. Riêng bản thân mình thì hồi xưa mình có chơi cầu lông, nhưng mà dạo gần đây thì không có kiếm được đồng đội để chơi, với lại thuê sân này nọ nó cũng cực á, cho nên là mình chỉ giới thiệu sơ với các bạn là cái tính năng này nó có cái điểm gì đặc biệt ha. Với cái tính năng tracking khi mà chơi cầu lông thì Oppo họ thu thập dữ liệu của các vận động viên chuyên nghiệp chuyên về cái bộ môn cầu lông này luôn, cho nên khi mà họ đưa nó thành một cái thuật toán và đẩy nó vào trong cái Oppo Watch X này thì nó có thể track được cả những cái lần mà các bạn vung tay nè, vung tay bao nhiêu nè, tốc độ như thế nào nè, rồi những cái bước sải chân của các bạn ra làm sao. Thì đó cũng là một trong những điểm mà nếu như bạn nào chơi cầu lông thì các bạn có thể tận dụng ha. Oppo Watch X sẽ bắt đầu mở bán từ ngày 1 tháng 4, và trong thời gian mở bán từ 1 tháng 4 cho tới 15 tháng 4 thì khi mà các bạn mua Oppo Watch X sẽ được tặng một cái tai nghe Oppo Encore E2 trị giá là 1.290.000, ngoài ra còn hỗ trợ trả gốc 0% nữa nha. Pin cũng là một trong những điểm khác biệt của con Oppo Watch X, tại vì cái cục pin bên trong á, dung lượng của nó lên tới 500mAh lận. Không nhiều con đồng hồ Wear OS hiện nay có được cái dung lượng pin lớn như vậy nha các bạn. Và khi mà mình test thực tế á, thì mình có thể dùng được trong khoảng 2 cho tới 2,5 ngày. Mình không bật Always On Display, mình không có track đi ngủ ha. Nhưng mà mình vẫn có track bơi, vẫn có track đi bộ với GPS này kia thì đầy đủ. Mình nghĩ là đây là một cái thời gian dùng pin vừa đủ tốt so với lại cái thị trường Wear OS. Tất nhiên, so với lại những con đồng hồ RTOS thì nó không thể nào bằng được. Nhưng mà đổi lại thì các bạn có nhiều tính năng hơn mà. Đó, với cái thời gian dùng pin là 2 ngày rưỡi trong cái việc sử dụng thông thường thì mình đánh giá là Oppo Watch X có thể đáp ứng được vừa đủ thôi, chưa phải là quá xuất sắc đâu. Mình vẫn ước là những cái đồng hồ Wear OS nói chung nó vẫn có cái thời gian pin nó còn ngon hơn nữa, nhưng mà tới ngày đó chắc là còn hơi lâu đó. Trong những cái ngày mà mình không có track bơi hoặc là không có track GPS á, thì lúc đó thời gian dùng pin nó có thể kéo dài lên được tối đa tới 3 ngày. Oppo họ có nói là nếu mà các bạn bật thêm cái chế độ Battery Saver thì có thể dùng được lên tới 12 ngày lận. Nhưng mà khi đó thì nó sẽ tắt đi rất là nhiều những cái cảm biến và tính năng tracking. Với một cái đồng hồ smartwatch mà tắt đi quá nhiều tính năng thì mình nghĩ nó cũng không hay lắm. Được một cái là con Oppo Watch X nó vẫn hỗ trợ chuẩn sạc nhanh Super VOOC, gần giống với lại mấy con điện thoại của Oppo á, cho nên các bạn có thể sạc nhanh được ha. Khi mà các bạn sạc 10 phút á, là các bạn đã có thể đủ dùng trong một ngày rồi, thì cái tính năng này nó sẽ gỡ gạc lại cho thời gian dùng pin của con đồng hồ này. Cái cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn về con Oppo Watch X đó là về hệ điều hành của nó với lại cái nhân xử lý bên trong. Thì bên trong nó là nó chạy chip Snapdragon V5 Gen 1, một con chip rất là capable ha, cho nên khi mà các bạn xài vào cái đồng hồ này các bạn sẽ thấy giống như mình là nó rất mượt, cộng với lại cái màn hình 60Hz nữa, và tất cả mọi cái tính năng mà các bạn sử dụng trên một cái đồng hồ Wear OS thì nó đều có đầy đủ hết. Nói về mặt phần mềm thì mình không thấy có bất cứ một cái điểm gì mà mình phải complain ở con Oppo Watch X này. Và cũng như mọi cái đồng hồ Wear OS khác, có 3 cái tính năng rất là đặc biệt mà các bạn không thể nào có được khi mà các bạn xài những cái đồng hồ RTOS hay là những cái smart band mà không chạy Wear OS ha. Ví dụ, các bạn có thể add thẻ tín dụng vào trong Google Pay để các bạn thanh toán. Và lúc mà các bạn thanh toán thì không nhất thiết phải đem điện thoại theo nha, tại vì khi đó nó không cần kết nối internet. Các bạn chỉ cần nhấn giữ cái nút cạnh bên nè, nó xuất hiện cái thẻ rồi các bạn đưa vào cái máy thanh toán, tít tít, vậy là xong. Cái tính năng độc đáo thứ hai mà chỉ có Wear OS làm được đó là tính năng chỉ đường bằng Google Maps. Thì khi mà các bạn bật tính năng chỉ đường này lên, các bạn có thể biết được là mình cần đi thẳng bao nhiêu mét nữa, tới lúc nào rẽ, rẽ trái hay rẽ phải, tách làn như thế nào. Thậm chí các bạn có thể xem trước được cái bản đồ đường đi của mình gần giống như trên điện thoại luôn. Zoom in, zoom out này nọ là giống như trên Google Maps. Đây là một cái tính năng mà những cái đồng hồ RTOS khác rất thèm, nhưng mà chỉ có Wear OS mới làm được thôi ha. Và đương nhiên khi mà các bạn có tin nhắn tới, có thể là tin nhắn từ những cái ứng dụng chat, không nhất thiết phải là SMS không, các bạn vẫn có thể trả lời bằng giọng nói tiếng Việt được. Nó sẽ nhận diện giọng nói của các bạn, chuyển thể thành văn bản rồi nó gửi đi. Một tính năng nữa mà những đồng hồ RTOS có mơ cũng không thể làm được ở thời điểm này.
Và tất nhiên ha, cũng giống với là những cái đồng hồ iOS khác thì các bạn có thể thấy được ai đang gọi mình trên đây, có thể chấp nhận cuộc gọi ngay lập tức luôn hoặc là từ chối cuộc gọi. Nhưng mà tính năng này thì chỉ hoạt động được với lại cuộc gọi thông thường thôi. Nếu mà các bạn gọi qua Telegram, gọi qua Messenger hay là Zalo thì nó sẽ không hiện được cái thông báo để mà nhận cuộc gọi ở trên đây đâu. Thông báo khi có tin nhắn thì vẫn ok nha, chỉ là khi mà có cuộc gọi tới thì các bạn không thể nghe gọi trực tiếp từ đồng hồ như là cuộc gọi thông thường thôi. Đây là một cái nhược điểm chung của iOS và kể cả Apple Watch hiện nay cũng bị những nhược điểm như trang như thế này luôn. Để tổng kết lại thì con Oppo Watch X trong quá trình mình trải nghiệm nó gần như là không có nhược điểm nào luôn. Trong những ngày mà mình xài mình quá hài lòng với nó. Nếu mà ráng để mà gọi là moi nhược điểm ra thì chỉ có một cái là giá của nó sẽ nhỉnh hơn so với lại mặt bằng chung của rất nhiều những con đồng hồ iOS hiện nay. Khi mà các bạn nghĩ tới những đồng hồ iOS, các bạn có thể ước tính nó vào khoảng 5-6 triệu ha, thì con này giá của nó 7 triệu rưỡi lần, một mức cũng kha khá nha. Thật ra thì nếu mà so với lại Apple Watch thì nó cũng không quá cao, nếu mà so với lại những con đồng hồ cao cấp khác thì nó cũng không quá mắc, nhưng mà so với lại những con iOS khác thì nó có nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà đổi lại thì các bạn có gì? Các bạn có được một cái chất lượng hoàn thiện rất tốt, có được một cái thiết kế thứ nhất là không đụng hàng, và thứ hai là nó bản thân nó cũng rất cao cấp, những cái vật liệu làm nên nó cũng rất cao cấp. Và thứ ba, mình đánh giá cao cái cách mà Oppo họ tùy biến những cái phần mềm bên trong con Watch X này để các bạn có được một cái trải nghiệm tốt hơn, đặc biệt là khi mà tracking thể thao. Những thứ mà kể cả mình xài những con iOS của một vài hãng đối thủ mình cũng không thấy được đầy đủ như cách mà Oppo họ làm. Cho nên nếu mà hỏi mình đây có phải là một cái đồng hồ mà mình sẵn sàng recommend cho các bạn hay không, thì mình sẵn sàng recommend cho các bạn con Oppo Watch X này nếu mà các bạn có cái ngân sách tầm 8 triệu đổ xuống. Rồi, đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn về Oppo Watch X ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.